lại có ngộ độc, gặp họa vì chủ quan. Cần Thơ, 3 người hôn mê, ngưng tim sau khi ăn lẩu cá. Một ngư dân chết, 4 người nguy kịch vì ăn cá. Một người chết, 5 người ngộ độc. Chúng vẫn được coi là động vật có xương sống độc thứ hai trên thế giới, chỉ sau ếch độc phi tiêu vàng. Các nội tạng như gan, đôi khi cả da có chứa rất nhiều độc tố. Không hiểu sao mọi người cứ đổ xô đi ăn thì con cá làm gì không biết nữa. Độc thế. Ôi, giật cá mình. Cái gì độc vậy anh? Cá. Ôi, sao cho con cá này độc kinh như này? Có biết con này không? Nó bị u biếu à? Ôi, con này độc lắm. À, thế à? Không biết bao nhiêu người tử vong vì nó đấy. Thế cơ à? Ờ. Này, thế anh có muốn tìm hiểu lý do vì sao nó độc như thế mọi người vẫn thích ăn không? Tìm hiểu gì? Tìm hiểu cho biết. Thôi, không rảnh. Nào, đứng ra đây. Đi đâu? Anh em đi tìm hiểu cho biết. Ơ, ra biển rồi này. Chào anh Quang. Giới thiệu anh Quang, đây là anh Vũ. Giới thiệu anh Vũ, đây là anh Quang. Chào anh. Anh Quang là một cần thủ rất là chuyên nghiệp, với rất là nhiều năm kinh nghiệm câu cá rồi. Bây giờ có thắc mắc gì mình cứ hỏi trực tiếp anh Quang thôi. Hay quá anh ơi, hôm nay em đang định đi câu cá nóc. Thì theo anh cá nóc cần chuẩn bị những gì để câu ạ? Thứ nhất là ta cần chuẩn bị mồi. Đây là mồi câu này. Đấy. Đây là con gì đấy anh? Đây là con cá dưa nhá. Quả. Còn đây là mồi mực. Đó. Nhưng mà cá có dưa to như thế này không, mình sẽ cắt nhỏ ra và mình lắp vào lưỡi câu. À thế em tưởng có cá cả mồi mực thế này. Đấy, cả mồi mực đấy. Ok, cái mồi mực đấy và cái mồi cá dưa đấy ta sẽ mắc vào cái thẻo lưỡi câu. Đây là thẻo lưỡi câu bằng dây cáp lụa. Bởi vì con cá nóc ấy, răng nó rất sắc cho nên ta phải dùng dây cáp lụa. À, để làm cho nó chắc đúng không anh? Gồm có nhiều lưỡi câu. Rồi ạ. Và có một viên chì ở dưới. Cái chì là để làm gì anh? Viên chì để cho mồi nó chìm nhanh, bởi vì mình câu ở độ sâu khoảng 4 mét so với mặt nước. Ủa, thế là con cá nóc là nó săn mồi ở dưới đáy biển hả anh? Đúng rồi, con cá nóc nó có đặc tính săn mồi ở dưới sát dưới đáy biển. Thế bây giờ mình đủ đồ chơi chưa anh? Đủ hết các đồ chơi rồi. Thế thì chơi đồ thì chứ còn gì chơi nữa. Luôn. Ok, đi câu luôn. Đi. Lâu lâu cá cắn thì ta nhổ neo lên và để cho thuyền trôi tự do theo dòng hải lưu và theo gió. Các bạn ơi, đây là mắm tôm nhé. Theo kinh nghiệm của anh em thuyền chài đây thì cái này để dụ cá rất tốt. Tôi chưa dùng cái này bao giờ nhưng mà theo kinh nghiệm của anh em thì tôi cứ làm theo anh em thôi. Thì dụ cá đến thì cá nào nó quấn đàn thì câu cứ thế mà câu thích thú thôi. Thế nên là sẽ làm theo cách của anh em. Chúng ta sẽ thả xuống đáy và sau đó sẽ kéo lên khoảng độ 30 phân. Đây, tôi sẽ bắt đầu tiến hành luôn này. Bắt đầu thả xuống mạn thuyền này. Thế là cái mùi món tôm nó sẽ tỏa ra. Và nó không ra ngay lập tức mà nó sẽ ra từ từ, bởi vì ta gói trong một cái gói túi ni lông cho nên món tôm nó sẽ thôi ra từ từ. Gọi là thính bả là như thế đấy. Đấy. Dính rồi. Đây, anh Trung anh. Ôi giời, chia buồn với anh Trung. Cần vâng ạ, bạn Lóc bạn vừa bảo là chào tất cả các bạn ạ. Ok, biết rồi. Đây là em Lóc đầu tiên trong ngày hôm nay ạ. Em rất là xinh. Chào em tên là gì? Em phải tên là Quân à? Ui giời ơi. Ui. Lục leo em ơi.
có ổ con nào, trong khi bên kia thì cá cứ giật ầm ầm ầm. Mặt thì bên này thì anh em ngồi móm từ nãy đến giờ. Đúng rồi, anh Trung lại dính cá rồi, anh Trung dính cá rồi. Anh Trung cô tô plus đã dính cá. Lại của em Long. Một em Long nữa. Em Long to, em Long này cũng rất cá. Anh này đánh cá quá, rất anh đánh này. Ôi dính luôn, dính luôn, dính luôn, một đôi chú luôn. Cua mẹ câu hơi nhiều nhá. Thế là, ôi, ôi, em móm à. Lại của em Long. Ôi, 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 ôi. Đây đây đây, đây là răng của con cá lóc này. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Răng nó như thế này cơ mà. Nó có thể cắn tất cả cả dây cước. Lúc nãy mấy anh em thả vào lưới rồi cắn tất cả lưới luôn này. Anh Vũ anh vừa lên dẫn trước rồi. Tiếp cả cần. Yeah. Một em luôn. Yeah. Hai chú nha, sắp đôi, sắp đôi. Cái này người ta gọi là thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào đấy ạ. Một buồn như đồ gắn thế này. Thế cùng một chỗ chứ. Em này bé quá, em này xinh quá. Nhưng mà em này vẫn phải vào đây ạ. Lâu choi. Ôi, ôi hay một quá. Em cá lóc. Hạ dây, hạ dây, hạ dây, hạ dây, hạ dây. Rồi ok. Ok, uầy. Đấy. Lần đầu tiên đây là con cá đầu tiên trong đời mình câu được. Thề luôn, đây là con cá đầu tiên trong đời mình câu được. Cảm xúc cực kỳ là bồi hồi luôn. Hóa ra con cá là nó cắn câu từ nãy rồi. Nhưng mà mình không để ý, mình cứ nghĩ là nó rỉa mồi thôi. Uầy, anh ơi cho em chụp ảnh selfie con cá là đầu tiên em câu được trong đời xem nào. Con cá đầu tiên trong đời câu được. Chào mày. Mày tên gì? Tao là Quân này. Lần đầu tiên tao đi câu cá đấy. Hai anh em lần đầu tiên gặp nhau thôi. Lần đầu tiên gặp nhau thôi, anh em tình cảm làm một lẩu nha. Wow. Bình tĩnh. Thật sự là cảm giác thì nó khó tả lắm. Đây là con nọc hoa này các bạn. Con này là rất độc này. Mà ăn vào là có thể chết người luôn này. Đây là cá nóc hoa. Các bạn không thể ăn được cái giống cá này đâu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, trên lưng này nó có những cái đốm như thế này này. Bắt được con cá này thì các bạn hãy thả nó xuống biển. Cảnh ạ, về với biển đấy mẹ. Đây là cũng vừa miếng rồi đấy. Ừ. Thôi nổi lửa lên thôi. Wow. Đây này, để ý cách anh em nó làm cá nóc nhá.
mổ là mổ ngang bụng chứ không phải là mổ dưới bụng đó. Mổ như này để cắt được cái gan và cái mật nó ra. Đấy, nhìn cách làm là hay không? Này cứ bổ ngang mồm luôn. Bổ ngang ra thôi. Nhưng mà nói vẫn phải cẩn thận đúng không anh? Nói chẳng gì dễ mà chạm phải. Thò tay mà làm mà xem. Có rơi rồi. Ngon. Rơi vào kia rồi. Đây đây không. Đây. Cái mật đây này. Mật nhìn cái mật chưa? Nhìn đẹp như viên ngọc này. Nhưng mà độc lắm. Bây giờ nốt một cái này là đi luôn đấy nhé. Nốt một cái này là đi luôn. Nốt một cái này là đi luôn. Nốt một cái này là đi luôn. Ôi anh ơi. Nhỏ nhưng có không? Thế tí đâu có ăn không? Có dám ăn không? Để máy tính được không anh? Để máy tính ạ, ok. Cho suy nghĩ lại nha, nếu mà nghĩ chậm quá là không còn miếng nào nữa. Không sao anh ạ, bởi vì em đọc em thấy là bảo là nếu mà chúng ta mà bị có cái triệu chứng của cái việc mà bị chúng độc cá lóc này thì trong vòng khoảng 30 phút là chúng ta sẽ có những cái triệu chứng ví dụ như là co giật và buồn nôn. Ý ông là ông đợi tôi ăn 30 phút ông xem tôi thế nào có gì thì ông mới ăn cái gì. Ủa, thế mà anh cũng biết. Răng con cá lóc này này là rất sắc nhá. Lưỡi câu nó cắn còn gãy, có lưỡi còn gãy mà dây bọn tôi phải dùng dây cáp lụa. Đây, có nghĩa là bình thường là sẽ dùng cái cước. Nhưng ở đây anh em tôi là phải dùng cái cáp lụa này, dây làm bằng thép để cho nó cắn không đứt. Có một cái bộ phim tài liệu ấy nó còn kể về cái chuyện là con cá nóc này còn thậm chí còn gây ra cắn đứt gân. Có những người mà lội xuống nước thì nó cắn vào gân, đúng gân mà đứt gân mà về sau thành tật. Thế này con cá nóc này cái mô răng của nó có thể cắn đứt lưỡi câu. Kinh khủng vậy. Nên là phải hết sức cẩn thận. Cái này nếu mà dây cước là nó cắn đứt ngay. Này xử lý thế nào anh? Em cứ gác tạm đấy đã. Gác ở đây à? Ừ, cứ gác tạm. Cắm chặt vào. Từ đợi anh một chút. Thực sự là thành quả, bao nhiêu thành quả nó ở hết trong cái nồi này. Bây giờ mình ấy, và đặc biệt nữa là đây là còn là lần đầu tiên đầu mình tiên ăn cá nóc. Cần thêm gì đó. Em đi được em. Mỗi em làm tí. Nhìn cái chép quần, mắt chép chưa? Ở nhà lười như hủi, ra đây ướp thể hiện. Rồi cho tôi vẫn phải nghĩ lại trước khi ăn cái món này. Đó là cá nóc thì không sao, nhưng mà cái hành thì là các ông làm tôi nghi ngờ lắm. Ở nhà có bao giờ các ông làm nấu nướng gì đâu. Chín rồi à? Chín rồi. Ok, chén thôi. Nếu như có vấn đề gì thì tôi... Anh ăn trước đi. Đúng rồi. Tức là nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ biểu hiện trước. Ok. Tôi sẽ coi như là giống như ngày xưa ông là vua. Tôi anh là thử đúng không anh? Tôi thử. Nó... anh em thuyền nhà thì vẫn nói nó như một cái đùi gà. Đúng thật, nó trắng bóc như đùi gà. Thơm đấy anh ạ. Hay là thử luôn. Nó có một vị anh ạ. Vị cá. Em ấy thịt nó như kiểu nó giống thịt gà rồi đấy. Thịt nó rất là mềm ấy. Nó không ăn nó không bị bã như kiểu thịt đúng gà rồi. Mặc dù là nó chắc đấy nhưng mà nó lại không bị bã. Chuẩn nhờ. Ngon quá. Hôm dưa chuẩn quá. Ngon không? Ngon anh ạ. Ngon quá. Ôi, tôi xong rồi đấy. Tôi làm mấy con no rồi đấy. Xong rồi. Làm thêm 10 gan đi anh. Thôi đủ rồi. Hôm nay câu cũng đã đời rồi, ăn uống cũng gọi là lưng dạ rồi. Bây giờ là chúng ta có lẽ rủ neo về bờ, quay đầu về là bờ. Quay đầu về bờ luôn hả anh? Quay. Mai cuộc vui lại còn tiếp tục, hôm nay là buổi đầu tiên. Vâng. Cảnh đang đẹp mà anh. Hoàng hôn thì tất nhiên rất là hay, nhưng mà có điều là rồi chúng ta mai còn đón bình minh. Thế nào hả anh Vũ? Ôi, mai lịch trình okay là cũng tương đối đúng không anh? Em nãy giờ hơi tập trung để ăn. Thế nhưng mà ngày mai thì anh cho anh em em chơi đồ gì nhỉ? Mai để cho bất ngờ để mai tính. Ok. Nãy chờ em ăn nốt con này đã. Đang đẹp. Đánh chén xong một trận cá nóc lo say thì có hai tin để báo cho anh chị các bạn. Đấy là tin mừng là gì? Tin mừng là sau khi ăn xong thì tất cả các anh em vẫn còn sống nhăn nhở. Thế cho nên ý, có cái tin vui thứ hai là anh chị các bạn vẫn còn cái YouTube channel chơi lớn.vn để xem đấy. Chỉ cần ý, mọi người đừng có quên là like và subscribe cho anh em chúng tôi nhá. Mọi người nhớ like và subscribe nha. Chơi lớn.vn nhá. Các bạn ạ, cá nóc thì có tận 120 loài cơ. Nó thuộc 26 chi sống trên toàn thế giới.
và riêng Việt Nam thì cũng có đến vài chục loài sống trải dài từ Bắc vào Nam. Để mà làm được clip này thì anh em chúng tớ đã phải nghiên cứu rất là kỹ cái giống cá nóc nào có thể ăn được và cách chế biến nó như thế nào. Vì thế mọi người đừng nên làm theo, hoặc nếu mà muốn làm theo phải tìm hiểu thật kỹ đã, chí ít cũng nên ăn cá nóc ở một cái nhà hàng nào đó có đầu bếp đủ tiêu chuẩn.